Xin kính chào mọi người, welcome mọi người đến Son John TV Channel. Tối nay là 28 Tết nha. Mình ăn cơm đạm bạc đây, mình bắt đầu ăn chay cho hết tháng giêng nha. Đây là măng xào với lại thịt chăm bông nha. Chăm bông mặn chay á. Rồi cái này là canh xà lách son luộc. Ăn với cơm và chấm với lại tương Maggi, nước tương Maggi với lại ớt nha mọi người. Kính mời mọi người dùng bữa cơm đạm bạc với mình và chị Đại nha. Kính mời mọi người. Hi, kính chào mọi người. Tối nay mình ăn cơm đạm bạc nha. Bắt đầu vô mùi chay rồi nha mọi người. Măng xào với lại canh xà lách son ha. Xà lách son luộc thôi, luộc lấy nước bỏ chút muối với bột nêm vô. Mời bà con ăn cơm. Mọi người ăn cơm nha, mời mọi người ăn cơm. Cơm gạo mới thấy ngon ghê mọi người. Chỉ măng xào với lại ăn đơn sơ ha. Con lấy cái burger con xé ra cái con bỏ vô xào chung với măng burger chay á, ngon. Ngon lắm rồi. Ngon ngon. Mọi người hôm nay có gì vui không? Hôm nay đi chợ. Tối nay đi chợ. Tối nay đi chợ mua măng. Biết là bắt đầu vô mùa chay rồi nha mọi người. Cố gắng ăn hết tháng giêng. Ăn chay lúc nào cũng thấy ngon, thanh đạm. Vậy là cái muỗng này múc thôi, múc rau được. Xà lách xong ngon quá. Xong luộc ngon. Xà lách son hầm nước sôi bỏ vô chút bột nêm muối mà ăn ngon ghê. Cái măng này mình có bỏ thêm cái burger chay á. Burger chay ở chợ Mỹ người ta bán nha. Cái mình giờ mình lấy mình xả đá ra. Bóp ra xào với lại măng, ngon. Ăn nó lạ lạ ha. Nó thơm mùi thơm mùi bánh mà bắp á. Măng thơm mùi. Trong cái burger á, burger chay là gồm có bắp nè ha mọi người, bắp nè, tất cả các rau cải người ta bóp ra đó, cái người ta làm như một cái bánh thì cũng như cái burger vậy đó, hamburger vậy đó. Xong rồi cái người ta bỏ làm một cái bánh tròn bằng các rau củ. Không có gì ngon và ăn cơm.
Tối nay không có định làm video rồi. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy buồn buồn. Với lại mình làm toàn là những cái món mà kêu là ăn món ăn chơi không à. Thôi hôm nay mình cho thật sự là món ăn chính ha. Như là cơm, cơm canh, đồ xào. Đơn giản thôi. Có chơi phải có thiệt chứ hả? Có giả phải có thiệt. Xà lách xoong mà luộc ngon lắm mọi người. Tôi thích ăn lắm. Ăn nó mát, ăn sống cũng ngon nữa. Luộc để làm canh á. Bỏ ấy vô. Chút bột nêm. Chút bột nêm, chút muối là dễ vừa ăn. Mọi người nếu ăn chay được ráng ăn chay ha. Ăn chay cho mấy ngày của đầu năm là tốt nhất. Mình thôi giờ mình chỉ ráng cầu nguyện thôi chứ giờ năm vừa rồi quá tệ. Coi canh nóng, canh nóng ngon lắm mọi người. Ăn dễ nuốt. Coi trên Facebook á, thấy ai cũng chụp hình dĩa mâm trái cây, bông hoa đầy nhà, màu sắc rực rỡ, thấy vui ghê á, vui lắm á. Thấy vậy mình cũng thấy vui. Nhìn vậy là mình biết mùa xuân tới rồi. Đồ xào cũng ngon. Canh cũng vừa ăn. Tết tới rồi, Tết tới rồi. Ở Việt Nam giờ là tối 30 rồi. Phải không? À, đúng rồi. Ủa? Ủa, chưa? Sáng 30. Sáng 30. Mình ngày mai mới là 29 nè. À, mình mới là mai 30 là mai mới là đóng đưa giao thừa rồi. Ở Việt Nam thì bây giờ là sáng 30 rồi. Sáng 30. Còn mình là tối 29. Tối 29, ngày mai 30. Bởi vì nhiều khi gọi điện thoại về cứ bị lộn hoài ha. Cái tùm lum mà nhiều khi quên á, cứ bấm là chưa quên ngày đêm sáng tối gì cũng quên. Cơm canh dễ nuốt, dễ tơi tiêu, ăn dễ ăn, ăn miếng măng chấm với nước tương cay cay ngon kìa. Hôm nay bà đầu bếp mua dưa về nấu. Chợ trái dưa hấu mà chợ mì chợ xì á, người ta bán có 5 đô một trái mà cũng bự lắm á. Cái mình ra chợ châu Á mua cái giấy đỏ đỏ về dán vô cũng thành như trái dưa hấu của mình rồi. Trời Việt Nam á, bà con bán một trái dưa hấu 15 đồng, trời ơi tôi cản không có mua. Nói là ngay trái dưa hấu ở chợ chợ châu Á bự hơn, rồi người ta dán giấy sẵn cho mình rồi, dán cái giấy đỏ đó dán sẵn rồi, thành ra mình giờ mình chỉ chùi sơ lau sơ xóa sạch bụi rồi cái là chân thôi. Mình có chén nhà, chén kiểu cũng đẹp quá ha. Đẹp lắm á. Ăn chén kiểu này nhớ hồi đó.
Nhớ ở nhà bà ngoại có mấy cái chén kiểu mà mỏng đẹp lắm. Chén kiểu mà kiểu thời thời xưa mà của bà ngoại kể lúc Mỹ qua đó. Chén nhỏ hơn chén này một chút mà mỏng thịt mỏng, ở trên đây có viền màu vàng đẹp đẹp ghê. Cái đó là những kỷ niệm. Chén xưa Chén là mỏng mà nhẹ mỏng, lắm, nhẹ lắm rất là mỏng, tách cũng vậy, rất là mỏng. mà nhẹ nữa, mỏng nhẹ. Còn bên này Mấy này đồ hàng Trung Quốc rồi không? Này mua từ dài Mỹ lắm, ha. dài lắm, không có mỏng không mảnh đâu. Có đồ Nhật á, nó giống đồ Việt Nam, đồ Nhật á cũng mỏng mảnh lắm, tóc này kia thì cũng mỏng. Ăn cơm vậy chứ cũng thấy ngon, no, no. Tại cố gắng là bớt cái phần tinh bột á, thành ra hạn chế ăn cơm thôi, chứ thật sự ăn cơm thèm cơm lắm, thèm lắm. Nhưng mà cố gắng là cố gắng bớt cái tinh bột lại, không có ăn tinh Không, bột ăn nhiều gạo lứt, phần. ăn gạo lứt thì muốn ăn gạo lứt á, chiều tối mà nấu là sáng phải ngâm, phải ngâm trước thì chiều về mới nấu được cho nó hơi cứng. Giờ có bánh tét luôn rồi, không có bánh chưng, người ta không có bánh chưng. Tại vì nguyên tháng chay tháng giêng ăn tương á, thành ra mình chỉ mua bánh bánh tét một đòn chuối, một đòn bánh tét đậu vậy thôi. Nhắc gì, tại ăn cơm bị ngạn á, chỉ ăn chỉ bị nứt cục. Xong rồi chỉ cần nói hôm nay có ai nhắc nhắc gì, ai nhắc ăn thì, tại vì thường thường á không có ăn cơm nhiều, mình ráng cố gắng mình cắt cái phần tinh bột, mình không có cho chị ăn cái tinh bột nhiều, thành ra không có cho ăn cơm nhiều, mà lâu lâu ăn cơm á là chỉ thèm cơm á, là chỉ ăn lẹ lắm, chỉ ăn lẹ là bắt đầu chỉ bị nứt cục á, ăn nhanh quá bị nứt cục. Còn nói có ai nhắc, ai dám nhắc. Ai dám nhắc. Thấy Tết về rồi cũng thấy vui ghê, thấy rộn ràng, rộn ràng lắm đó nha, thấy rộn ràng sắc xuân ghê á. Nào là bánh tét, nào là bông bông hoa đẹp ghê á chứ, màu vàng màu đỏ. Mình mua được một bình cái đó bông gì mẹ, bông lê dơn phải không, bình bông lê dơn đẹp đỏ, bây giờ nở ra rồi, nở rực ra Không, đẹp. tại vì thấy bông hoa là không phải ở bên em phải Tết, mà tại vì ngày tình nhân tới. Ừ đúng rồi, rớt vô cái ngày mùa lễ Ừ. tình nhân ở bên Mỹ nữa. 12 tây là mình Tết của mình phải không? 14 tây á, ngày chủ nhật á, thì lại là ngày lễ Valentine Day, tức là ngày tình nhân. Thành ra bên này mà lễ đó là thôi bông hoa rực rỡ luôn. Còn nói chung á, có nói chuyện về Việt Nam thì Việt Nam cũng bây giờ cũng lan tràn quá, thành ra sợ bị cách ly á, thành ra cũng không có đi lại nhiều, chân đồ cũng ít nữa, chân thấy mua ở nhà đó, mua đồ cúng này kia nọ cũng giản tiện, khổ quá. Sao kỳ vậy không biết. Mình đang vô mùa vô mùa của năm mới ha. Thôi mọi người nếu cố gắng được ăn cơm được một ngày cũng được, đỡ một ngày ha. Hạn chế lại những cái món mà kêu là sát sanh á, thì để cho mình nhẹ bớt cái phần về tâm linh của mình đi, để mình cầu nguyện cho thế giới hòa bình nha mọi người. Cái đó là điểm chung mình cũng muốn như vậy. Thứ nhất là cũng muốn thay đổi món ăn, thứ hai nữa là coi coi là mình thôi thôi về thuộc tâm linh đi, mình cũng cầu nguyện
mình cũng cầu cho đại dịch qua nha. Bây giờ thì chưa kể là có vaccine rồi cũng nguy hiểm lắm nha mọi người. Một số người mình biết, mình quen biết ở đây là có cha mẹ mà cho đi chích vaccine cũng có cũng bị chết, bị sốc thuốc mà chết. Tại vì cái loại thuốc này nó mới quá đi. Nhiều người người ta không có cái sức đề kháng, không có chịu đựng nổi, là người ta cũng bị sốc thuốc nữa. Thành ra đó, đừng có ỷ vô vaccine nha mọi người. Mình thủ cho mình vẫn là hơn, bảo vệ mình vẫn là hơn. Khẩu trang nè, rửa tay nè, mình không có khuyến khích cái vụ sanitize đâu. Mình không có thích cái sanitize, mình thích cái rửa tay nhiều hơn á. Thôi chịu khó rửa tay ha. Rồi đừng có ỷ vô vaccine nhiều. Có vaccine cũng vậy thôi, chứ cũng không có làm được gì hết. Thôi thì mình đang bảo vệ mình nhiều hơn. Tại bên đây cũng có một số người, người ta chích vaccine mà người ta cũng chết á, cũng bị chết á. Mà đa số là những người lớn tuổi. Đa số là những người lớn tuổi thôi. Chứ còn mà những như người trẻ thì cũng bị thuốc giật vậy. Cũng bị mệt người, nhức mỏi nè. Rồi cũng hành bệnh mấy ngày á, chứ không phải dễ đâu. Thành ra thôi, mình cũng cầu nguyện cho đại dịch qua ha. Tối nay thì những cái món ăn này coi như là cơm với đồ xào với canh thôi, món thôi, kêu là đơn giản thôi, để cho mọi người thấy là tại sao hồi đó mình ăn toàn là những món chơi, món bún, món này món kia, thịt mà cuộn rau, cuốn rau không, chứ không có cơm, không có này kia. Thì cái đó là những món ăn chơi của mình ha. Nhưng mà tại vì muốn, như mình nói là muốn bỏ đi, bớt đi cái tinh bột á, thành ra không có hạn chế, không có muốn cho chị Đại với mình á, thì muốn trừ không có tinh bột nhiều, Đại muốn giảm cân. Còn chị Đại thì muốn cho bớt tinh bột á, tại lớn tuổi không có sợ bị tiểu đường ha, thành ra bớt tinh bột thôi. Nhưng mà cái này là sự thật, là cuộc đời thật hiện bình thường của mình mỗi ngày đây, ăn cơm canh cá bình thường như mọi người thôi, như bao người thôi, chứ không có gì lạ hết. Nhưng mà tại vì mùa vô mùa là mùa tương á, mùa tương, mùa chay, để mình cầu nguyện cho gia đình, người thân, bạn bè, cũng như tất cả những người mình quen biết, mình không quen biết, trong tất cả mọi người qua cơn đại dịch ha. Thì đó là tâm nguyện của mình, ước nguyện của mình đầu năm mới. Thành ra ăn cho ăn tương. Thôi cảm ơn mọi người ha, cảm ơn mọi người đã coi video tối nay. Mình cũng cố gắng làm ngắn ngắn cái video để cho biết là hôm nay mình ăn gì, mình làm gì, mình đã chuẩn bị Tết như thế nào, coi như là đầy đủ hết rồi. Bây giờ chỉ còn là ngày mai đưa cúng giao thừa thôi, có cho bông, hoa quả, bánh tét đầy đủ rồi. Cảm ơn mọi người đã coi trên kênh Son John TV Channel nhé. Không quên đăng ký và bấm like, bấm chuông cho mình nha, để khi mình có video mới sẽ báo cho mọi người biết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc buổi tối vui vẻ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Good night.